Xin chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hồi nãy là mình có đốn cái cây bồ đề rồi, thì mình và tất cả mọi người đã đốn cái cây xong rồi đó. Thì bây giờ cái nhà của chị Duyên á rất là sạch sẽ và rất là sáng sủa luôn, và không có còn âm mưu, không còn tối tăm như trước nữa. Thì cũng hy vọng là khi mà mình đốn cái cây này rồi thì cái nhà của chị Duyên sẽ không còn những cái phần âm, những cái phần vong, những cái vong hồn này tụ tập ở đây nữa. Cũng hy vọng là sẽ trả lại sự bình yên cho chị Duyên, và cho chị Duyên chỉ đỡ bệnh và không có bị hành như vậy nữa nha cả nhà. Sức cái này cho chị Duyên. Do chị Duyên chỉ không có chà, không có rửa chân thường xuyên á, nên là bây giờ bị nấm mất cái móng chân này, nó bị nấm móng rồi nè. Trời ơi, thấy chưa? Bây giờ hết cái chân, bây giờ là tê lên tới cái mặt luôn. Thử cái mặt luôn. Đó, bây giờ mình rửa mặt luôn ha, mà tẩy tế bào cái nữa ha. Dạ. Trời ơi, trời. Có gì đâu mà buồn, có gì phải vui vẻ lên, có người làm đẹp nữa mà. Thấy chưa, có người làm đẹp nữa. Mai mốt là mình phải vui vẻ như vậy nha, lạc quan lên, vui vẻ lên. Trời ơi, có người làm đẹp nữa. Chút xíu ca hát tặng cho chị nữa. Một lớp kem luôn, giờ tẩy ra cho nó hết cái lớp kem ở ngoài bụi bẩn ở ngoài cho sạch da cái nè. Ngày mai mình đi khám bệnh cho nó đẹp hả chị? Dạ vậy ghê vậy. Ủa, mai mình đi khám bệnh một cái là mặt của mình là đẹp nhất ở trong bệnh viện luôn ha. Dạ. Có ai sướng như chị không? Có ai mà sướng như chị không? Lời đã trang điểm rồi làm mặt rồi tới làm tới chân luôn. Nhiều người ganh tị với chị lắm đó. Đúng rồi, nhiều người ganh tị với chị lắm đó. Nhiều người mà kêu em mà từ Kiên Giang, mà kêu em từ Cà Mau xuống đây em làm với chị, em đâu có làm đâu. Chỉ có chị em mới làm thôi. Em đi 200 cây số xuống đây chỉ để làm mặt cho chị thôi đó. Vui không chị Duyên? Dạ. Quá trời, đây làm xong mặt. Đi 200 cây số mà để mà chỉ làm mặt cho chị, làm móng cho chị thôi đó. Không, mặt sáng lên liền chưa? Dạ. Ủa, quá đẹp chị ơi. Phải chi á, phải chi chị ra đường chị mặc áo khoác vô ta. Đây là bên trong căn nhà của chị Duyên, thì cả nhà mình cũng thấy đó, thì bây giờ nè, ở đây là bị cũng dột hết rồi. Thì hồi nãy là mình có mua một cái tấm cao su giống như là một cái tấm bạc đó, thì chút xíu đó là mình sẽ nhờ những người vòng vòng xóm ở đây nè cũng sẽ che giùm, che cái tấm bạc này ra cho chị Duyên nha, để mà cái căn nhà của hai chị em không có bị giọt ở đây nữa. Thật sự là bây giờ nè, nó trời đang nắng thì mọi người khi mà nhìn lên cũng thấy đó, thì rất là nhiều những cái lỗ ở đây nè, thấy không đó, nó nhiều lỗ giọt hết rồi. Thì mình cũng dự định là mình sẽ che từ mình mua tới 10 mét lận, thì mình dự định là mình che từ cái mái ra giữa nhà đây, thì giữa nhà mình che dài xuống đây luôn cho nước mưa nó chảy xuống thẳng xuống đây và không có giọt nữa. Rồi sau này nếu mà có điều kiện á thì mình sẽ sửa cái căn nhà lại, mà mình sửa cái mái này lại sau, chứ bây giờ mình che tạm thôi. Cũng như là cái nhà tắm thì trước giờ hai chị em cũng không có cái nhà tắm đó, thì mình cũng che tạm cái nhà tắm cho hai chị em tắm, có chỗ sinh hoạt, có chỗ vệ sinh thôi đó. Còn sau này nếu mà các nhà hảo tâm cũng như là mạnh thường quân có giúp đỡ được nhiều á thì mình sẽ, trước là mình chữa bệnh, sau đó nữa là mình sẽ dành để mà mình sửa cái căn nhà lại cho chị Duyên, cho cô thích. Thì ở đây mình nghĩ là nếu mà sửa lại chắc cũng khoảng nhiều tiền lắm anh cả nhà ơi. Cũng 30 triệu á, ít gì là cũng 30 triệu á. Thì cái máy này là cô đã sửa lại rồi nè. Thì nếu mà làm thì mình cũng che lại thêm cái máy phía sau này thôi nè. Đó, mình làm cái máy tiền chế ra phía sau thì mình cũng nghĩ là khoảng 30-40 triệu. Rồi cái máy bên đây nè, bên hông này nè, những cái nè đó, những cái hông bên đây nè đều là bị dột hết rồi, đều là hư rồi. Nếu mà sửa lại là mình sửa bên đây luôn đó. Rồi sau này là mình làm, nếu mà sửa có cái điều kiện mình làm nhà thì mình làm luôn cái bồn cầu, làm cái nhà vệ sinh ở trong nhà luôn cho chỉ đi vệ sinh luôn
Đó, chứ bây giờ là không có chỗ đi vệ sinh, toàn là đi vệ sinh là toàn là đi ở nhà của hàng xóm thôi. Nãy mình có dẫn chị Duyên đi ra ngoài chợ để mà mua đồ ăn á, nhưng mà nãy chị Duyên chỉ thèm bún nên là có mua bún, là mua tất cả những cái vật dụng về để mà nấu bún cho chị Duyên ăn á. Thì nãy là mình có mua về rồi, thì bây giờ nãy mấy chị là có làm một cái món ăn là cho chị Duyên rồi, thì bây giờ mình sẽ mời mọi người vào bên trong để mà cùng ăn cơm với chị Duyên nha, cũng như là cùng ăn bún với chị Duyên cho chị Duyên chỉ vui nha. Thì trước giờ đó chị ăn có một mình thôi, rất là buồn. Chị ăn với con gấu, con cọp bé, cũng như là con heo á, nên là chỉ nói chuyện với những cái con đó thôi, nên là tôi rất là tội nghiệp đó. Nên hôm nay là mình với chị Nhi đúng không, mình sẽ ăn cơm với chị Duyên một bữa cho ngon miệng nha, cũng như là cho chị Duyên chỉ vui và tinh thần thoải mái hơn nữa nha. Nói chung là tinh thần mình thoải mái hơn là cái gì mình cũng vượt qua được hết trơn á. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong mình ăn bún nha. Hôm nay mình ăn bún chay nha, rất là ngon đó. Rồi mà mọi người cùng ăn một bữa cơm với chị Duyên cho vui nha. Đó. Ăn cái gì Duyên? Dạ. Ăn cho non bữa nha. Dạ. Hôm nay là có đâu trước giờ chị ăn cơm có một mình nè, buồn hiu à. Bữa nay tụi em vô ăn cơm với chị cho vui nha. Dạ dạ. Ừ. Nấm ngon quá. Chắc lâu lắm rồi chị đâu có ăn cơm chung đúng không? Lâu lắm rồi đâu có ăn cơm với chị. Dạ. Bữa nay em ăn chị hả? Dạ. Ừ. Ừ ơi. Dạ ừ. Ừ. Dạ ừ. Cả nhà mình biết không, do răng chị Duyên á là bị hư rồi, nên là ăn cũng rất là khó khăn và đau nhức lắm. Ngày mai là mình sẽ đưa chị Duyên đến bệnh viện tâm thần, sau đó là mình sẽ đưa chị Duyên qua bệnh viện đa khoa để mà giám định sức khỏe luôn, có răng của chị Duyên bị sao, cũng như là cái bụng của chị Duyên là tại sao bị bự như vậy á. Đó, ngày mai mình sẽ khám một lượt tổng quát luôn. Ngon quá. Có ớt không chị? Dạ. Nhà có ớt không? Có. Có à? Chị có ăn ớt không? Ăn em lấy rồi. Con hàm dưới này. Mình cầm cái tô chị, cái tô nóng không? Nóng. Lấy cái kia đi, lấy cái muỗng, cái dĩa. Lấy cái dĩa để lên. Lấy dĩa để lên. Tội nghiệp không? Do cái hàm răng bị hư á, do hàm răng bị nhưng mà bị viêm á, bị viêm nú hay sao á, giờ ăn uống cũng hơi nhức không chị? Dạ. Hơi nhức ha. Ngày mai đi khám. Mai đi khám coi bị sao. Dạ. Ăn cho no nha, chuyện này mình đi chơi nha. Dạ. Đi chơi lâu lâu mình đi chơi cho thoải mái. Thoải mái đầu óc, trước giờ chị đâu có đi đâu xa đâu. Hôm nay là đi đâu? Đi Gạch Giá chơi một chuyến cho biết Gạch Giá vào buổi tối nha. Dạ. Ừ. Ngày chị ăn ít thịt phải không? Dạ. Uống nước nhiều, tại vì cái răng vậy rồi cũng lười ăn. Ăn ít thịt à. Thấy ăn cơm ít thịt à. Cái răng bị đau vậy anh lười ăn. Nấm này ngon lắm nè chị. Nấm thôi thôi thôi. Rất rất rất. Nấm thì thường là chị thích ăn món gì nhất chị? Bún với thịt không? Bún với thịt ha.
ăn bún nó mềm mới dễ ăn hả chị? Dạ. Có bỏ muối nhiều quá nha. Dạ. Kho cũng như kho lạc lạc quá. Nước mắm cũng đừng bỏ nhiều nữa. Ăn mà đứt ruột không? Rồi mới ăn là mình không có nằm nha. Dạ. Nằm nó không có tiêu hóa. Mình phải ngồi, hoặc là mình đi tới đi lui cho nó tiêu hóa rồi mình mới nằm nha. Chứ ăn uống không có nằm liền, không nằm liền mới mất bụng, bị cái bụng của chị nó bự như vậy nè. Nha. Dạ. Nó bụng nó bự vậy đó. Dạ. Nước không? Lấy nước cho uống. Uống nước nha. Lấy chai nước ở trong giỏ của chị á. Đó, thì hôm nay là mình và chị Duyên cũng như là các chị em mình cùng ăn cơm với nhau, với chị Duyên một bữa cơm rất là ngon. Nói chị Duyên cũng vui vẻ nè ha. Lâu lắm rồi chị đâu có được ăn cơm chung với mọi người đâu, toàn ăn cơm với mình không à. Ăn cơm có mình buồn hiu. Bước xuống chị đãi em ăn cơm nữa nha. Dạ. Mệt. Dạ. Thì chị thấy chị trong đây không? Dạ thấy. Thấy sao? Thấy chị sao? Đó. Bữa nay thấy trắng trẻo không? Trắng trẻ. Bữa nay trắng trẻ hơn mỗi bữa nhiều lắm rồi nè. Dạ. Bữa nay là cắt tóc nè ha. Dạ. Rồi tẩy tế bào nè ha. Dạ. Rồi tắm rửa sạch sẽ nè ha. Dạ. Giờ thấy chị Duyên là quá khỏe rồi. Cười cái chăm vui cái cây. Đó, thấy không? Hôm nay là chị Duyên cười rất là tươi nha cả nhà ơi. Đó, rất là tươi, vui vẻ lắm. Dạ. Ừ. Cố gắng mình vui vẻ hơn vậy nữa nha chị, chứ không phải lúc nào cũng buồn buồn như trước nữa nha, không có nói dạ. Chuyện này chuyện kia nữa nha. Dạ, phải tập dạ. Trung vào cái công việc bán vé số của mình. Đó, nha. Dạ. Ừ. Rồi chút xíu nữa là mấy chị em mình đi chơi nha. Chứ dạ. Đi chơi đi vòng vòng chơi, mình đi vô cái quán cà phê mà vô cái quán sang trọng mình uống cà phê thử coi nó làm sao nha. Dạ. Được không? Vô cái quán bự thiệt là bự mình uống cà phê coi nó làm sao. Dạ. Nha. Dạ. Đó thì mọi người ơi thì chiều nay thì trước giờ á là chị Duyên chỉ đi bán vé số không à. Rồi chỉ không có cái điều kiện để mà chị đi chơi chỗ này chỗ kia chơi. À, không có điều kiện để mà đi tới đi lui uống cà phê hoặc là đi dạo hoặc là đi công viên chỉ chơi đó. Thì hôm nay là chiều nay là mình và các chị em cũng như là mọi người sẽ đưa chị Duyên đi ra Gạch Giá chơi cũng như là đi tới những cái khu vui chơi, những cái công viên cho chị Duyên chỉ đi dạo, đi tới đi lui cho thoải mái tinh thần, thoải mái đầu óc nha. Thì thực sự là ở nhà không thì cũng buồn, ở nhà không cũng tủi thân lắm đó, nên là chiều nay là mình đi chơi cho vui. Hả chị Duyên? Dạ. Chiều nay rồi chị muốn ăn gì không? Muốn ăn gì không hay là vô cái quán sang trọng mình uống cà phê hen? Dạ. Ừ. Đi dạo công viên nào cho biết công viên với người ta hen? Dạ. Ừ. Chơi mình đi chơi thú nhúng đồ được không? Dạ. vô công viên chơi thú nhúng nha. Dạ. Đó này cả nhà thấy không? Thấy chị Duyên tội nghiệp lắm, thấy thương. Lâu lắm rồi đâu có được đi chơi. Dạ. Ừ.
còn đi đi làm, đi bán vé số, đi bán đồ tươi rồi đi bán vé số rồi ở nhà thôi, đâu có được đi đâu đâu, đâu có được đi tới đi lui đâu. Hôm nay là bắt đầu sẽ dẫn chị Duyên đi cho chị Duyên chỉ thoải mái đầu óc. Dạ. À, cười cái. Cười cái cho vui. Rồi ngày mai là mình bắt đầu mình đi khám bệnh nha. Dạ. Khám bệnh coi mình có bệnh gì không, rồi không có bệnh gì thôi, không sao hết. Mình nếu mà có bệnh thì mình uống thuốc cho hết bệnh ha. Dạ. Ừ. Chị sáng mình đi sớm. Dạ. Ừ. Chị ơi, mấy món mình đừng xức kem nữa nghe chị. Dạ. Nha. Dạ. Xức kem mình ra nắng kem nó bị đen, nó bị thâm á, bị nám cái mặt mình á. Nè chị thấy không, cường cổ của chị bây giờ đen thui thấy không? Cái mặt chị cũng bị nám luôn. Dạ. Đó. Mấy món mình chị đừng xức kem nữa nghe. Dạ. Ừ. Nè thấy không, cái tay của chị nè, chị coi coi. Cái tay của chị đen không? Nè cái tay đây nè, đây nè, đen không? Dạ. Ừ, đen thui hết chưa? Mấy món chị đừng có xức kem trên mặt nữa nha. Bữa nay là gặp là thấy đâu có xức kem ở đâu là thấy mừng rồi đó, nha. Dạ. Ừ. Rồi, hôm nay ăn cơm rất là ngon cả nhà ơi. Thì ăn cơm chung với chị Duyên á, là mình thấy chị Duyên chị cũng rất là vui đó. Trước giờ là chị không có được ăn cơm chung với nhiều người như vậy á. Chị ăn cơm một mình hoặc là ăn cơm với cô Thích thôi, hoặc là ăn cơm với chị Tuyền thôi đó. Chị ăn cơm hôm nay là ăn cơm được 2-3 người, 3-4 người á, chị vui lắm. Rồi thì chút xíu nữa thôi mình sẽ dẫn chị Duyên đi ra ở công viên chơi nha. Thì bây giờ mọi người đón xem video tiếp theo của mình về chị Duyên, để mà khi mà mình ra công viên chơi thì không biết là cảm giác của chị Duyên như thế nào. Đó thì mọi người chờ xem video tiếp theo của mình nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Cảm ơn rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình từ trước đến giờ. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha, một buổi chiều thật là vui vẻ nha.